Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn cái món thịt heo gác bếp của chị Hằng Vlog, để các bạn sẽ thưởng thức được một cái món ăn trong ngày Tết này rất là ngon. Đây các bạn hãy xem nhé. Đây, thịt này của chị Hằng đây. Khi mà các bạn xé ra như thế này thì thịt nó rất là tươi và đỏ. Và kèm thêm là một chén tương ớt như thế này thì ăn còn gì tuyệt vời hơn đúng không? Chúng ta cùng thưởng thức thôi. Rất là ngon. Các bạn mà muốn ăn thịt heo gác bếp á, mà chất lượng mà ngon, thì các bạn hãy liên hệ chị Hằng Vlog ngay. Đây, quá ngon. Đây, còn gì ngon hơn không ạ? Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Và nếu ăn thịt heo thì hãy liên hệ chị Hằng Vlog. Bởi vì Tết này mà chúng ta có món heo gác bếp chấm với tương ớt để nhâm nhi cùng với vài ly bia thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không? Chúc các bạn có một mùa Tết vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.